Xin chào bạn, chào mừng bạn đến kênh Túi Chuyện Chuồng. Tên tôi Ngôn Tùng, đến công ty nhiều hàng Chiều Chuồng Một. Hôm nay mình đi xử lý bò chét ở một cái kho chứa đồ dùng sử dụng hàng ngày các bạn. Còn cái kho này cực kỳ nhiều bò chét nha bạn. Đây là một cái kho bò chét do con mèo quen nó đi vô bạn. Nhà này cực kỳ mèo quen. Thì đồ các bạn biết là cái kho mà đồ cực kỳ nhiều luôn, xử lý cực kỳ cực luôn. Đây các bạn, là trước khi lên khảo sát báo giá là mình cũng đã nói với bên chủ kho là cho phép phun toàn bộ vật dụng luôn. Riêng con bò chét thì có mình mà phun không có phủ hết diện tích là nó không hết được đâu các bạn. Kể cả tường mình phun xử lý, cái kho này là bên chủ là cho phép phun toàn bộ luôn, chủ sẽ rửa lại hết. Tại vô mà nhân viên vô là vô lấy đồ là bị cắn, nhân viên vô lấy đồ là bị cắn. Và cái kho lại kế bên cái nhà nữa nên nó sẽ bị đi qua. Riêng các bạn biết là con bò chét thì mình đã nói rất là nhiều là nó xuất hiện từ con chó, con mèo, con chuột, và trừ khi mình đi vô khu vực bị bò chét mình lôi về nhà là sẽ bị bò chét theo. Con bò chét thì nó sinh sản cực kỳ nhanh các bạn, mà nó cắn thì cực kỳ nguy hiểm. Chứ mà nếu mà trường hợp mà nó ở trong khu vực mình sinh hoạt ấy, thì không bao giờ mình ngủ nghe được, không ăn uống gì được. Nó cắn là chịu không nổi đâu. Riêng mấy chỗ kho này là mình xử lý phải kỹ nha các bạn, phun toàn bộ từng ngóc ngách luôn. Thời gian phun tốt nhất là thời gian từ lúc 7-8 giờ sáng. Nếu mình phun buổi trưa thì cũng được, nhưng mà tốt nhất là 7-8 giờ sáng. Còn cái kho này mình phun á là mình cũng xin phép chủ là đóng cửa tầm khoảng 1 ngày các bạn, để cho nó ủ lợi. Con nào mà nó còn sót á, nó phóng ra nó dính thuốc nó chết. Thì hiện tại thì mình cũng đã có nhiều clip hướng dẫn cách xử lý bò chét. Thì mình xử lý bằng thuốc diệt côn trùng Agenda nha các bạn. Thì thuốc diệt côn trùng Agenda là cực kỳ hay, diệt tất cả côn trùng. Bùi mũi kiến gián thì mình ít sử dụng thằng Agenda, nhưng mà bò chét này, gịp nè, thằng da chó nè, rít nè, phải sử dụng Agenda hết. Hiện tại là cái kho mình đã phun một lần, nghĩa là mình phun cách nửa tiếng rồi mình phun lại thêm một lần nữa để cho nó kỹ các bạn. Thường làm dịch vụ á là một là uy tín, hai là chất lượng, nên mình phun lại lần thứ hai các bạn, cách nhau nửa tiếng để những con nào nó gọi là nó hơi mới yếu yếu á là mình xử lý cho nó chết luôn. Còn thêm một cái nãy mình quay lúc mình phun lần đầu á, mình phun cực kỳ kỹ luôn. Cái lần hai này nè là mình phun, cái anh kỹ thuật á ảnh phun dậm lại một cái để cho đảm bảo nó hết các bạn. Làm dịch vụ mà toàn bộ mấy ngóc ngách là chủ cho phép phun hết luôn các bạn. Các bạn thử xem là cái con bò chét chó với con bò chét mèo con nào khó xử lý hơn, để dưới comment nha các bạn. Đây là mấy cái này là mình phun vô trong cái chân luôn, mình phun kỹ hết toàn bộ luôn. Thì cái vấn đề là mình xử bò chét xong rồi thì mình nhờ anh chủ nhà là làm sao bẫy được mấy con mèo, để nhiều lúc mà mấy con mèo ở ngoài nó đi vô lại cứ một thời gian giống như là nửa tháng hay một tháng sau hết thuốc bắt đầu nó vô lại, nó bị dính lại, thì bậc đó mất công tốn tiền xử lý lại lần hai. Phải song song xử lý bò chét là phải xử lý song song, vừa phun thuốc và vừa xử lý cái nguồn nó sinh ra. Còn riêng mà nếu mà mèo nhà mình hay là chó nhà mình thì mình đem đi tiêm sao cho nó hết. Các bạn thấy không, cái này mình phun rồi nè, còn ướt đây nè. Tại vì nhiều lúc mình phun nó còn sót một vấn đề nào đó mình coi, mình kiểm tra kỹ là mình phun hết. Đây cái mấy cái lồng mèo chủ nhà bắt nè các bạn. Riêng nghề bò chét thì mình đã nói rồi, thì phun thì cực kỳ kỹ, mấy cái ngóc ngách toàn bộ là phun lại hết, phun toàn bộ luôn. Còn con bò chét thì cực kỳ khó trị các bạn, nên tìm đúng thuốc nha. Cái buổi hướng dẫn mà xử lý bò chét cái này kết thúc. Các bạn xem video thay hết, nhớ like, share, đón nhận video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Hình thức thanh toán của công ty như sau: công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng, giao hàng tới tận nhà cho quý khách. Công ty với phương châm diệt côn trùng tận gốc rễ, với tiêu chí an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua đường dây nóng 0964131419. Xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách một cuộc sống không có tác hại của côn trùng.